Hi, hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người quay trở lại với video của mình ha. Thì chủ đề ngày hôm nay mình muốn chia sẻ với mọi người đó là về CD. Thì chắc dạo gần đây mọi người cũng biết đó là cái thông tin về CD cũng đang được rộn ràng liên quan tới cái việc mà áp dụng BIM của dự án cũng như là quy định của nhà nước đã đưa ra. Thì như thế nào là một cái CD và nên lựa chọn CD như thế nào? Thì đó là chắc chắn là một cái câu hỏi lớn được đặt ra trước khi mà mình lựa chọn hoặc là mình sẽ triển khai áp dụng BIM ha. Thì đầu tiên mình sẽ tóm tắt như thế này. Thì cách đây cũng khoảng hơn một tháng thì mình có một cái buổi trình bày với lại là bên phía đại diện của BSI. Thì họ có tổ chức một cái webinar và bọn mình có gọi là tham dự với vai trò là diễn giả cho một cái section liên quan tới CD, đó là giới thiệu cũng như là cái cách mà lựa chọn một cái CD hiệu quả là như thế nào. Thì ngày hôm nay mình xin phép là cắt một phần, sẽ tóm tắt lại cho mọi người những cái nội dung chính mà mình đã chia sẻ trong cái buổi webinar vừa rồi. Thì mình sẽ đi thẳng vào vấn đề luôn ha, mình không có nói ngay từ đầu. Ok, bây giờ mình bắt đầu ha. Đầu tiên đó là mình gọi CD là chìa khóa quản lý thông tin dự án một cách hiệu quả. Tại vì sao? Rồi, bây giờ mình sẽ đi tiếp. Theo ISO 19650, này là theo ISO 19650 nha. Thì họ phân ra là hai cái mô hình. Đầu tiên đó là mô hình thông tin xây dựng hay còn gọi là PIM, viết tắt là Project Information Model. Thứ hai đó là Access Information Model, viết tắt là AIM. Và định nghĩa của nó là mô hình thông tin tài sản. Thì họ đưa ra hai cái loại mô hình này để cho cái việc mà áp dụng BIM sẽ đưa tới hai cái kết quả. Kết quả thứ nhất á, đó là cái sản phẩm bàn giao, đó là PAM. Rồi. Và cái thứ hai á, đó là AIM. Thì cái PAM á, phục vụ cho ai, phục vụ như thế nào và làm sao để ra được. Và làm sao chuyển từ cái PAM đó chuyển thành cái AIM đưa cho trong cái giai đoạn vận hành của dự án. Thì trên cái bài chia sẻ này của mình ở video này á, mình sẽ không có đi nói sâu về hai cái thành phần mô hình này, mà mình chỉ muốn giới thiệu đến mọi người đó là cái gì nó sẽ hứng cái này, cái phễu thông tin nào sẽ hứng hai cái loại mô hình này. Thì cái phễu thông tin thứ nhất đó là môi trường dữ liệu chung CD sẽ hứng cái Project Information Model. Thì khi mà triển khai một dự án mà muốn hiệu quả, đầu tiên là muốn hiệu quả và muốn bàn giao tài sản kỹ thuật số, đúng không ạ, thì cái việc mà ứng dụng môi trường dữ liệu chung là yếu tố bắt buộc. Rồi. Vậy bây giờ mình sẽ tìm hiểu môi trường dữ liệu chung sẽ chứa cái gì ha. Đây là định nghĩa mình đã lấy từ cái trang Designing Buildings. Thì cái trang này nó giống như là một cái trang Wikipedia vậy đó. Nó sẽ định nghĩa rõ về từng cái thuật ngữ liên quan tới BIM. Thì trong đó có CD. Thì môi trường dữ liệu chung CD được biên soạn và giải thích lần đầu trong BS 1192/2007 bởi Richard OBE và ấn phẩm BIP 2207 của BSI, là nguồn thông tin duy nhất được sử dụng để thu thập, quản lý và phổ biến tài liệu, mô hình đồ họa và dữ liệu phi đồ họa cho toàn bộ nhóm dự án. Tức là tất cả thông tin dự án cho dù được tạo trong môi trường BIM hay ở định dạng dữ liệu thông thường, việc tạo ra nguồn thông tin duy nhất này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho sự cộng tác giữa thành viên trong nhóm dự án và giúp tránh sự trùng lặp và sai sót. Vâng, đó là cái định nghĩa liên quan tới môi trường dữ liệu chung. Nghe nó rất là hàn lâm. Nghe mình phải đọc kỹ, đọc sâu thì mình mới có thể hiểu được. Nhưng mình cũng tham gia một cái khóa học liên quan về ISO 19650. Thì họ định nghĩa như thế này. CD là chìa khóa quan trọng cho sự sản xuất chung của một mô hình thông tin vì nó cho phép việc đồng bộ và quản lý mô hình đồ họa, dữ liệu tài sản và tài liệu một cách hiệu quả suốt vòng đời của tài sản. Thì nói như này nó sẽ nôm na nó dễ hiểu hơn ha. Thì cái CD nó sẽ chứa cái gì? Nó sẽ chứa ba cái thành phần chính. Đó là mô hình đồ họa hay còn gọi là graphical model. Thứ hai đó là dữ liệu tài sản, access data. Và thứ ba đó là tài liệu documentation. Thì cái tài liệu documentation này nó bao gồm nhiều yếu tố, nhiều thành phần trong đó nữa ha, chứ không phải là chỉ có bản vẽ hay là hồ sơ giấy tờ gì không. Rất là nhiều. Còn graphical model thì mọi người cũng biết đó, thì một cái CD nó phải cho phép người dùng review được một cái mô hình cụ thể hoặc là mô hình 3D, chưa chưa nói đến định dạng nào nha, ít nhất là phải review được cái mô hình 3D ở trên cái CD đó. Rồi,
Bây giờ mình sẽ cùng tìm hiểu đó là những nguyên tắc và yêu cầu chức năng cơ bản của CD theo ISO 19650. Thì những cái kiến thức này mình đã học được và mình xin phép được chia sẻ lại với mọi người về gọi là cái như thế nào gọi là một cái CD điển hình và như thế nào mới gọi là một cái CD phù hợp ha. Rồi. CD điển hình là gì? Theo cái ISO 19650, đây là 6 cái nguyên tắc cơ bản của một CD điển hình. Đầu tiên đó là sản xuất một lần và tái sử dụng. Thứ hai đó là liên tục chia sẻ và đáng tin cậy. Thứ ba đó là lịch sử rõ ràng và có giá trị. Thứ tư đó là quản lý và bảo mật truy cập. Thứ năm đó là kiểm tra, xem xét và phê duyệt. Thứ sáu đó là chia sẻ vì sự phù hợp. Đây là 6 cái nguyên tắc cơ bản của một CD điển hình. Tiếp tục. Những yêu cầu chức năng cho một CD điển hình là gì? Đầu tiên đó là Information Containers. Thì khi đọc tới đây, nhiều người sẽ thắc mắc dịch ra tiếng Việt thì nó như thế nào? Thì mình cũng đã nhờ ChatGPT dịch thử cái từ này ra tiếng Việt. Thì nó dịch ra đồ đựng thông tin. Đó. Nên thành ra mình xin phép là sẽ giữ cái tên tiếng Anh của cái từ này để gọi là không mất đi cái ý nghĩa thuần túy của nó ha. Gọi là Information Containers. Rồi. Tiếp theo đó là chức năng của một CD là nó phải đáp ứng được những cái quy trình ha. Những cái CD quy trình, những cái CD workflows. Thứ ba đó là bảo mật, an toàn thông tin. Thứ tư đó là có đi kèm những cái hệ thống liên quan. Rồi, bây giờ mình cũng sẽ cùng tìm hiểu những cái chức năng này là gì ha. Đầu tiên đó là Information Containers. Thì Information Containers là gì và nó yêu cầu như thế nào? Đầu tiên đó là nó sẽ yêu cầu một cái file, một cái tập tin khi được đưa lên. Nó sẽ có Container ID. Rồi, Container ID có nghĩa là khi bạn đưa ra một cái quy tắc đặt tên, thì khi upload lên, mình sẽ follow theo cái quy tắc đó hoặc là cái hệ thống nó sẽ yêu cầu người dùng follow theo cái quy tắc này. Thứ hai đó là cái revision. Có nghĩa là khi mình đã upload lên và lần thứ hai mình upload lần nữa, mình re-upload thì tên mình không thay đổi, đúng không? Thì nó sẽ tự động nó nâng cái revision của cái file này lên hoặc là nâng cái version của cái tập tin này lên. Coi như là nó lưu giữ ha, lưu giữ hết tất cả những cái version của cái tập tin đó. Cái thứ ba đó là một cái tập tin nó phải mang được một cái trạng thái. Mình phải biết được là cái tập tin đó đã được phê duyệt hoặc là vẫn đang còn xem xét, vân vân. Cái thứ tư đó là cái classification. Có nghĩa là một cái information container nó phải có bốn yếu tố này. Và cái yếu tố thứ tư đó là classification. Thì trong cái classification này mình hiểu nôm na như thế này cho nó dễ hình dung ha. Có nghĩa là một tập tin nó sẽ cho phép người dùng tạo thêm những cái trường thông tin để họ quản lý cụ thể hơn, chi tiết hơn trong quá trình mà triển khai dự án, áp dụng quản lý thông tin của dự án. Ví dụ trong trường hợp này đó là classification, có nghĩa là hệ thống phân loại. Đúng không? Còn nhiều trường hợp đó là mọi người có thể là tạo thêm những cái trường thông tin về quy định, giống như là gói thầu, đúng không? Giống như là bộ hồ sơ này thuộc gói thầu nào, hoặc là tập tin này thuộc gói thầu nào, vân vân. Mình có thể là tạo thêm những cái trường bổ sung để gán cho một cái tập tin nằm ở trên cái CD. Đó là yêu cầu ha về cái chức năng đầu tiên, đó là Information Containers. Thứ hai á, đó là chức năng thứ hai á, đó là một cái CD workflows. Đấy là một cái CD điển hình á, nó phải cung cấp cho người dùng là thiết lập được những cái quy trình, và cái quy trình này là người dùng có thể là tự can thiệp ha, có thể là tự tùy biến theo cái yếu tố của dự án, thực tế của dự án này triển khai. Đây là một cái hình mẫu minh họa ha. Rồi ứng dụng tiếp theo đó là về bảo mật thông tin, an ninh mạng ha. Thì trong cái ISO 19650 họ đưa ra về cái phần bảo mật này á, đó là hai cái yếu tố chính. Yếu tố thứ nhất á, đó là internal, và thứ hai đó là external. Internal có nghĩa là bảo mật thông tin trong gọi là giới hạn của dự án, có nghĩa là những member đang tham gia trên dự án đó, những thành viên tham gia trên dự án đó. Còn external có nghĩa là ở bên ngoài, có nghĩa là cái data nó nằm ở đâu, hoặc là nơi lưu trữ cái data của bạn, nơi lưu trữ cái project data của bạn có đảm bảo cái bảo mật thông tin hay không, đúng không? Thì một cái CD ít nhất là nên phải đạt được một cái gọi là ISO 27001, nghĩa là tiêu chuẩn quốc tế hàng đầu về quản lý bảo mật thông tin trên thế giới, các tổ chức triển khai và duy trì hệ thống quản lý bảo mật thông tin ISMS theo tiêu chuẩn ISO 27001 để bảo vệ những tài sản thông tin quan trọng. Ít nhất thì nó phải bây giờ mình lựa chọn CD thì mình phải lựa chọn cái
bảo mật quan trọng ha. Còn cái internal thì nó sẽ phụ thuộc vào cái cấu trúc mà họ develop ra, họ tạo ra trên cái CD đó. Rồi. Tiếp theo đó là những cái chức năng chính của tiếp theo đó là phần hệ thống ha. Thì cái này là tùy một cái CD và cái chức năng này, đây là trong cái trường hợp gọi là điển hình ha, thì mình đang nêu một cái điển hình thôi. Đó là cho phép lưu trữ và quản lý tất cả ba yếu tố của một mô hình thông tin, bao gồm đó là mô hình đồ họa ha, dữ liệu có cấu trúc, có nghĩa là access data ha. Rồi tiếp theo đó là cái documentation, đó là cái yếu tố đầu tiên, đó là xem được ba cái thả đó. Thứ hai đó là nó sẽ có một cái công cụ nó cho phép người dùng, đó là truy tìm lại, filter search lại những cái tập tin hoặc là những cái tài liệu mà mình đang cần. Và cái thứ ba nó phải có một cái chức năng nữa, đó là tạo ra một cái thông báo. Nên, ví dụ là mình vừa mới up lên thì sẽ tạo ra một cái thông báo cho những người tiếp nhận. Và đó là bốn cái yêu cầu chức năng chính của một cái CD điển hình. Thì lợi ích CD mang lại là gì? Thì đối với mình và những gì mà mình đã trải qua thì đây là cái lợi ích mà CD mang lại đầu tiên, đó là cái chất xúc tác hỗ trợ quá trình trao đổi thông tin. Nó sẽ giúp tiết kiệm thời gian, cải thiện chất lượng, tăng cường khả năng phối hợp nguồn dữ liệu duy nhất và hạn chế rủi ro. Hạn chế rủi ro đây là hạn chế rủi ro về thất lạc thông tin ha. Rồi thứ hai đó là khi mà mình đã xác định mình cần có một cái nơi lưu trữ lâu dài và một cái nơi gọi là bàn giao tài sản kỹ thuật số, thì CD sẽ là cái lựa chọn tối ưu cho cái mục tiêu đó của dự án đưa ra hoặc của chủ đầu tư đó đưa ra. Rồi. Phần tiếp theo đó là mình sẽ giới thiệu cho mọi người cái lựa chọn CD phù hợp ha. Thì mình nghĩ CD nó vẫn còn khá là mới mẻ ha, chứ không phải là phổ biến rộng rãi như là những cái công cụ BIM tool, nên thành ra là để lựa chọn cái CD phù hợp mình đưa ra ba cái câu hỏi để mọi người tự trả lời, sau đó mình sẽ quyết là mình sẽ chọn CD như thế nào. Rồi tiếp theo đó là câu hỏi đầu tiên ha, đó là tại sao sử dụng CD thì có phải là để đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn ISO 19650 hay không? Thì mình nghĩ cái này nó không có một cái gì đó thực tế cụ thể đâu, đúng không? Nó chỉ mang cái tính là hàn lâm thôi. Để mà cụ thể hóa ra thì mình sẽ có nêu ra một số cái câu trả lời để các bạn tham khảo. Để quản lý thông tin dự án tốt hơn, lưu trữ tài sản số lâu dài về sau, truy xuất tài liệu nhanh và tiết kiệm thời gian tìm kiếm, tạo ra môi trường trao đổi thông tin minh bạch, lưu giữ lịch sử tương tác, công cụ hỗ trợ áp dụng BIM với vai trò chủ đầu tư và ban quản lý dự án. Đó. Thì khi mình đã xác định nó coi là tại sao mình sử dụng CD đó, thì mình sẽ đưa ra cái câu trả lời này. Đó. Tiếp theo, câu hỏi tiếp theo đó là khi nào sử dụng CD, có phải là khi bắt đầu dựng mô hình BIM không? Thì cái này rất là một cái mistake, rất là gọi là sao, rất là bình thường ha. Nghĩa là nhiều người đang đang nhầm tưởng đó là CD chỉ phục vụ cho BIM team thôi, nghĩa là những người mà dựng mô hình BIM mới cần cái này thôi, thì cái đó cũng chỉ là một phần thôi ha. Còn khi mình quay lại mình xác định khi nào sử dụng CD thì lúc đó mình sẽ có câu trả lời cho mình. Rồi. Có phải dự án đi rất là nhiều giai đoạn và khi giai đoạn nào thiết lập CD sẽ là phù hợp? Thì bắt đầu mình đưa ra những cái câu trả lời dành riêng cho mình. Thì để củng cố cho cái câu trả lời đó thì mình cũng xin phép được trích trong một cái phần gọi là hướng dẫn theo quyết định 348 của Bộ Xây dựng đưa ra. Đó là ngay từ giai đoạn đầu thì đơn vị cần thiết lập môi trường dữ liệu chung, đó là đơn vị chủ đầu tư, tại vì họ cần trong một cái yêu cầu cụ thể ha, họ có một cái nhu cầu cụ thể ha, đó là họ cần lưu trữ lâu dài và bàn giao tài sản kỹ thuật số, thì họ cần phải thiết lập cái môi trường dữ liệu chung CD ngay từ đầu khi mà triển khai dự án với các đơn vị có liên quan. Vậy CD phục vụ cho tư vấn thiết kế thì sao? CD phục vụ cho nhà thầu thì sao? Thì hình bên phải đó là minh họa ha. Nghĩa là chủ đầu tư sẽ thiết lập một cái CD cho dự án. Còn đối với tư vấn thiết kế và nhà thầu hoặc là các đơn vị có liên quan, nếu như họ có nhu cầu sử dụng CD riêng cá nhân thì không bắt buộc là phải follow theo CD của chủ đầu tư, miễn làm sao anh chị hoàn thành cái tập tin sản xuất thông tin, mà mình hoàn thành cái tập tin đó mình upload vào trong cái CD của dự án mà chủ đầu tư đã quy định, là coi như mình đã hoàn thành cái việc mà chia sẻ dữ liệu, chia sẻ thông tin với chủ đầu tư rồi. Còn việc các anh
phối hợp như thế nào, các anh dùng cái công cụ gì, phối hợp với ai ra làm sao, thì cái việc đó chủ đầu tư không gọi là, mình nghĩ là họ sẽ không có bắt buộc đâu. À, rồi câu hỏi tiếp theo đó là ai là người cần trao đổi thông tin trên CD, thì cũng quay lại đó là những thành viên trong nhóm tạo lập mô hình thông tin, phải không, có phải là những cái mà liên quan tới BIM hay không, những thành viên liên quan trong BIM team hay không. Mình xin gọi là cái này là tùy phần trả lời của mỗi người ha, mình chỉ nêu ra cái những cái câu trả lời mà cho mọi người tham khảo thôi. Đó. Thì theo ISO 19650 thì họ sẽ đưa ra hai cái bộ phận, gọi là hai cái nhóm ha. Đầu tiên đó là Lead Appointed Party và Appointed Party. Này là hai cái nhóm liên quan tới cái việc mà được giao nhiệm vụ ha. Còn cái nhóm mà Appointing Party á, coi như là chủ đầu tư hoặc là đại diện của chủ đầu tư, họ gọi là Appointing Party. Thì những cái nhóm Appointed và Lead Appointed và Appointed Party này nè là những cái nhóm sẽ cần trao đổi thông tin. Và đây mình có nêu ra một số cái ví dụ minh họa cho mọi người dễ hình dung. Đó là có phải là đây là những cái người mà cần trao đổi thông tin xuyên suốt trong cái quá trình triển khai dự án hay không, hay chỉ có mỗi BIM team mới sử dụng cái môi trường dữ liệu chung. Nào. Dựa vào ba câu hỏi đó của mình á, mọi người cũng đã có thể là xác định được khoảng 60-70% là mình cần CD như thế nào rồi. Đó. Thì ở đây là các giải pháp CD trên thị trường. Thì đây là 6 cái giải pháp mà theo mình hiện tại là đang đáp ứng đủ cái CD mà theo ISO 19650 đưa ra. Đó. Thì nếu như mọi người có những cái ý kiến hoặc là những cái sản phẩm nào mà mọi người thấy nó phù hợp để áp dụng cho một cái CD dự án của mình á, mọi người cũng có thể cho mình xin xin cái comment ha, xin cái comment ở dưới video này. Rồi từ đó bên mình sẽ cùng nhau thảo luận, mọi người sẽ cùng nhau thảo luận coi là cái CD nó có phục vụ tốt cho dự án hay không, vân vân gì đó. Thì mình hy vọng là cái video này sẽ cho mọi người một cái nhìn tổng quan. À, trước khi mình triển khai CD thì mình cũng sẽ cần xác định rõ cái nhu cầu ha. Thì tại vì cái này nó sao ta, nó theo dự án nên thành ra là mình cần xác định ngay từ đầu nó sẽ tốt hơn trong cái quá trình mình triển khai dự án, chứ không phải là đùng cái ngày hôm nay triển khai, ngày hôm sau bắt đầu áp dụng thì mình nghĩ nó sẽ không có hiệu quả. Rồi. Dạ rồi, đó là phần chia sẻ của mình liên quan tới cái chủ đề này. Rồi, hẹn gặp lại mọi người vào những video tiếp theo. Bye bye.